Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Phi đội 303. Đây là bộ phim dựa trên một sự kiện lịch sử có thật trong đệ nhị thế chiến, khi mà phát xít Đức muốn làm bá chủ của bầu trời châu Âu và giang bàn tay đầy tham lam của mình ra thôn tính các cường quốc khác. Vậy liệu kế hoạch của Hitler có thành công hay không? Tất cả sẽ có trong bộ phim Phi đội 303. Nào mời các bạn cùng Sakura theo dõi review ngày hôm nay nhé! Mở đầu phim đâu đó tại châu Âu vào những năm 1940, quân đội Đức do Hitler cầm đầu đã đè bẹp gần như tất cả. Với sức mạnh cùng với bộ óc siêu việt của mình, Hitler đã biến phát xít Đức trở thành kẻ chinh phạt hùng mạnh, bậc nhất thế giới lúc bấy giờ, và tất nhiên đã chinh phạt thì không bỏ sót. Mục tiêu tiếp theo mà Hitler nhắm tới chính là Vương quốc Anh nằm bên kia đại dương. Tiêu diệt được Anh quốc, Hitler nắm chắc trong tay trời Âu, hắn sẽ rảnh tay hơn trong việc xâm lược những vùng còn lại. Nói là làm. Vào tháng 7 năm 1940, thống chế Hermann Giorgin của quân Đức đã đích thân bay đến căn cứ không quân tại Pas de Calais, Pháp, để kiểm tra và họp bàn một lần nữa với các chỉ huy tại đây về kế hoạch không kích nước Anh. Vừa tới nơi, thống chế Giorgin đã nói rằng đã đến lúc lấy nốt cái đầu chó vua Anh quốc rồi đó, các cậu chuẩn bị đi. Ở một diễn biến khác tại căn cứ không quân Anh ở Northop, các phi công người Ba Lan đang được kiểm tra y tế tại đây. Đây là lần thứ N họ phải thực hiện buổi kiểm tra này. Dường như không quân Anh vẫn chưa muốn sử dụng họ. Người Anh không thật sự quan tâm vào kinh nghiệm tác chiến của quân nhân Ba Lan. Họ thà sử dụng các tân binh còn hơn là sử dụng họ. Điều này khiến cho các phi công Ba Lan khó hiểu. Với hơn 400 giờ bay mỗi người, nhưng cuối cùng các chỉ huy Anh lại lựa chọn những tân binh chỉ mới 18 tuổi và vỏn vẹn 10 giờ bay như Wilson để đưa vào tham chiến. Và hôm nay là một ngày như vậy. Vừa nhận được tin có địch xuất hiện, không quân Anh đã đưa ngay phi đội vào trận. Họ sẽ tác chiến với đội hình 3 máy bay, bay theo hình chữ V. Với đội hình này, chỉ huy sẽ dễ dàng quan sát địch. Tuy nhiên, để vận hành được cả 3 đều phải có kinh nghiệm, điều mà 2 máy bay Anh còn lại đang không có được. Diễn biến sau đó đã thể hiện điều này. Khi tiêm tích Đức xuất hiện, một máy bay phi đội đã không giữ được đội hình. Ngay lập tức máy bay này đã bị Đức bắn hạ. Đáng ra lúc này đội hình 2 máy bay còn lại phải giữ nguyên. Nhưng không, Wilson trông thấy một tiêm kích Đức đã nôn nóng tách ra tấn công. Đúng là ngựa non háo đá mà, cái kết cho hành động ngu xuẩn này là máy bay của cậu nhóc bị bắn hạ ngay sau đó. Đây là bài học cho những người múa diều qua mắt thợ là như thế nào. Thiệt hại là vậy nhưng các chỉ huy của không quân Anh còn chẳng thèm quan tâm. Thậm chí khi chỉ huy các phi công Ba Lan đến hỏi rằng khi nào phi đội của họ mới được tham chiến, thì chỉ huy Anh vẫn thản nhiên nói bây giờ chưa đến lúc. Việc của Anh cùng các phi công là kiên nhẫn chờ đợi. Khi nào tôi thấy phù hợp thì phi đội các anh sẽ được tham chiến. Không những thế, một số chỉ huy Anh còn đánh giá năng lực của phi công Ba Lan tệ hơn so với những gì họ có được. Nhưng sớm thôi họ sẽ nhận ra được những gì mình nói ra là trò cười. Bởi thực lực của những phi công Ba Lan còn mạnh hơn so với những gì phi công Anh nghĩ. Tuy nhiên đó là sau này cơ, còn trước mắt thì như thế này nè. Họ nói rằng trong số các anh chắc không có ai biết bay nhỉ. Nếu biết bay thì giờ này phi đội đâu có ngồi ở đây. Đáp trả, sĩ quan Zumbach đã tự nguyện lên một chiếc máy bay để lượn vài vòng, cho các sĩ quan Anh quốc chóng mắt lên xem. Bên dưới như đã tăng thêm phần thích thú, đồng đội của Zumbach đã nói anh ấy chưa bao giờ bay với chiếc Huzikern. Trở lại với Zumbach đang tính lượng vòng để thư giãn gân cốt, thì bất ngờ Zumbach đã bị một tiêm kích Đức tiếp cận phía sau. Phát hiện kẻ địch, chỉ huy quân Anh yêu cầu Zumbach quay lại căn cứ. Nhưng thanh niên không nghĩ vậy. Với kỹ năng của mình, Zumbach đã dễ dàng đảo ngược tình thế. Tự kẻ bị săn Anh đã trở thành kẻ săn đuổi tiêm kích Đức. Nếu chú em đã chán thở rồi thì anh đây chiều vậy. Mỡ dâng miệng mèo nam chính sao nỡ từ chối được kia chứ. Nếu bỏ qua con mồi lần này thì có lỗi với bản thân và đồng đội mất. Kết quả thanh niên đã bắn cháy được Bf-109 của không quân Đức. Sau khi hạ được máy bay, anh cũng không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận. Với lượt đạn vừa rồi, Zumbach vô cùng tự tin phi công bên trong là từ chết đến bị thương. Anh sau đó đã trở về căn cứ không quân Anh an toàn. Nhìn thấy cảnh đó, các chỉ huy Anh dường như không vui. Họ không nghĩ rằng một phi công Ba Lan lại cứ đến như vậy. Trái lại, những đồng đội của Zumbach rất phấn khích. Cuối cùng Zumbach đã làm được điều mà toàn bộ họ đều muốn. Tuy nhiên sự phấn khích này không kéo dài được lâu. Hôm sau Zumbach đã bị sở chỉ huy không quân Anh triệu tập. Anh bị khiển trách vì tội bất tuân mệnh lệnh từ cấp trên. Đáp lại, Zumbach giải thích mình đã bắn rơi một chiếc Bf-109. Nghe thấy chỉ huy Anh bác bỏ, không có một chiếc Bf-109 nào rơi cả. Việc của anh là phải học lại cách tuân lệnh từ cấp trên. Trong một diễn biến khác, vài ngày sau khi đang trên xe quay trở lại sở chỉ huy tình báo Anh đã nói rằng có lẽ đã đến lúc chúng ta nên sử dụng các phi công Ba Lan, dùng họ để kéo dài thời gian để người Anh đào tạo là hợp lý. Ông sau đó đã tìm đến văn phòng của chỉ huy không quân Hoàng gia Anh. Ông nói chúng ta cần trưng dụng 8.000 phi công và nhân viên Ba Lan để tham chiến nhằm kéo dài thời gian cho ta.
Có như thế quân ta mới có thời gian chuẩn bị, cũng như có thời gian để đợi người Mỹ tham gia vào cuộc chiến này. Thời gian quay trở lại 2 năm trước khi quân Đức tấn công Ba Lan, lúc này chúng chỉ mới bắt đầu thực hiện cuộc xâm lược. Tuy vậy trước sức tấn công quá nhanh quá dứt khoát, quân Ba Lan nhanh chóng tan vỡ. Trung úy Ubanovic cũng là một trong số đó. Sau khi rơi máy bay, ông đi trong rừng và tình cờ gặp được những sĩ quan Ba Lan khác cũng đang phải rút lui. Ông dự định sẽ sang Rumani, nhưng chưa kịp thì ông cùng những người khác đã bị quân Liên Xô lao vào bắt giữ. Biết hết đường chim én nên Trung úy Ubanovic xin được trị thương cho đồng đội. Nhưng khi vừa lên tiếng thì hắn ta bắn hẹo luôn đồng đội của anh. Quân Ba Lan rơi vào cảnh cùng lúc bị hai nước xâm lược từ hai hướng. Họ gần như bất lực trong nỗ lực phòng thủ. Đường cùng họ buộc phải đi đến Rumani đã tìm sự trợ giúp. Và sĩ quan Zumbach cũng có mặt trong chuyến đi này. Anh cùng đồng đội của mình đã may mắn trốn thoát được khi lên một chiếc máy bay trước khi quân Đức ập tới. Lại nói và Trung úy Ubanovic, anh và hai người khác sau khi bị bắt đã bị quân Liên Xô đưa về một nơi gần đó để giam giữ. Tưởng rằng chuyến này coi như đoàn tụ ông bà, nhưng không. Trong lúc lính Liên Xô không để ý, Ubanovic đã chấp thời cơ đánh hạ tên sĩ quan Liên Xô. Sau đó cả nhóm người lợi dụng đêm tối mà bỏ trốn. Tuy vậy không phải ai cũng may mắn như anh. Gia đình Zagoda, bạn gái của Zumbach, đã bị quân Đức ập vào bắt giữ. Chắc chắn rồi, số phận của gia đình Zagoda sau chuyến này sẽ lành ít dữ nhiều. Quay lại thời điểm hiện tại, hôm nay phi đội Ba Lan tiếp tục có chuyến bay tập trên không. Lần này là đội hình 6 máy bay cũng như mọi khi. Khi vừa ra tới không phận bờ biển, phi đội đã lập tức chạm mặt với một tiêm kích Đức phía trước. Phát hiện thấy không quân Anh, tiêm kích Đức đã rất manh động khi xả súng tấn công ngược lại phi đội Ba Lan. Đáp trả màn lếu láo này, chỉ huy phi đội điều một chiến cơ lao lên chơi khô máu với chiếc chiến cơ Đức. Bọn họ không thích chơi hội đồng, vì nếu có chiến thắng thì cũng chẳng có vẻ vang gì cho danh tiếng phi đội Ba Lan. Liệu màn so kèo 1-1 này ai sẽ thắng đây? Trong khi máy bay của Đức trang bị có phần nhỉnh hơn so với máy bay của họ, nhưng đã là chiến đấu solo thì phải nói thành bại tại kỹ năng mới đúng. Kết quả máy bay Đức đã biến thành đồng nát. Tuy nhiên chiến tích này giống như lấy muối bỏ biển, bởi phi đội 303 vẫn không thể nào kéo được phần lớn cuộc chiến về phía mình. Với những thành tích vượt trội của mình, cũng như tình hình chiến trận đang diễn biến theo chiều có lợi cho quân Đức, người Anh đã dần thốn trứng cút. Các chỉ huy không quân Anh hiểu rằng đã đến lúc đưa hàng nóng vào cuộc chơi. Vì thế vài ngày sau, sĩ quan không quân Ubanovic đã được chỉ huy không quân Anh triệu tập để được thông báo rằng từ giây phút này anh sẽ là chỉ huy phi đội 303. Phi đội sẽ chính thức tham gia vào hoạt động tác chiến cũng không quân Anh. Nhận được tin này, sĩ quan Ubanovic đã nhanh chóng trở về phi đội để báo tin vui với toàn bộ phi công Ba Lan. Ông nói rằng đây là cơ hội cho chúng ta, hãy nắm lấy, phải chiến đấu vì Anh quốc và cũng là vì một Ba Lan tự do, tiến lên các thiên thần báo thù. Hãy cho phát xít Đức biết thế nào là phi đội 303 mệnh danh thánh bóp trứng, một phi đội không bao giờ đầu hàng. Không phải đợi lâu, vài ngày sau cuộc đụng độ mong muốn của hai bên đã xảy ra. Hôm nay hay tiêm kích Đức đã xuất trận với sự tự tin cao độ, cả hai đều chắc cú rằng hôm nay sẽ làm gỏi đám phi cơ Anh, sẽ không có một đứa nào thoát được. Về phía không quân Anh, hôm nay sĩ quan Ubanovic cùng hai phi công Anh trong phi đội 303 sẽ xuất trận mở màn. Vẫn đội hình quen thuộc, cả ba sẽ di chuyển theo hình chữ V. Với một tâm thế máu chiến, đến là đón mà đụng là đập, gặp máy bay Đức nào là sẽ làm thịt ngay máy bay đó. Trông thấy một con dê béo đang đi lạc, sĩ quan Ubanovic đã tuyên bố nó là của tôi, các anh đừng hành động, hãy nhìn tôi làm thịt nó nhé. Kết quả chiếc Bf-109 của không quân Đức đã bị bắn tan nát và bốc khói ngay sau đó. May mắn nó vẫn đáp xuống được căn cứ Đức. Giờ đây người Đức đã bắt đầu thấy ớn lạnh về sức mạnh của phi đội Ba Lan rồi. Đại úy Rutenberg đang rất cay cú, hắn thề rằng khi gặp lại hắn sẽ phục thù máy bay của Ubanovic. Trở lại sở chỉ huy không quân Anh, nhận được tin thắng trận, chỉ huy Anh Win Smith vẫn không có gì là vui. Ông vẫn không tin rằng các phi công Ba Lan đã hạ máy bay Đức. Đáp lại chỉ huy tình báo Anh nói, nếu vậy anh nên tham chiến cùng họ để kiểm chứng. Hôm sau chỉ huy tình báo Anh John Lott bất ngờ đến thăm phi đội 303 với mục tiêu chụp hình để làm một bài báo. Ông muốn rằng những anh hùng chỉ mới tuổi đôi mươi này phải ở trang nhất để giúp tăng tinh thần cho mấy thằng đệ, mặt khác để đảm bảo chắc chắn rằng những anh hùng này chỉ nhìn một hướng. Chỉ huy John Lott đã điều thư ký của mình âm thầm làm quen các phi công để theo dõi họ, và người được chọn đầu tiên chính là sĩ quan Ubanovic. Lại nói về phi đội 303, để kiểm tra hiệu quả tác chiến, chỉ huy không quân Anh Win Smith đã đích thân bay cùng đội. Ông muốn kiểm chứng rằng những phi công Ba Lan là những chiến binh xuất sắc mà không quân Anh đang có. Ngay lập tức một máy bay thuộc phi đội 303 đã bắn hạ ngay một tiêm kích Đức ngay trước mắt của Win Smith. Thấy thế chỉ huy Win Smith tưởng dễ an ông điều hướng máy bay bám theo úp sọt một máy bay của quân Đức. Không biết ông già rồi rung tay bắn không chuẩn hay sao, mà bắn nửa tiếng đồng hồ vẫn không trúng địch viên nào. Nhưng su cả na cho ông già vì đã rơi vào bẫy của chúng. Trong lúc theo chiếc trước, chỉ huy đã bị một chiếc úp phía sau. May mắn sĩ quan Zumbach thuộc phi đội 303 đã có mặt kịp thời,
tiễn vong máy bay Đức gỡ cho chỉ huy Will Smith một bàn thua trông thấy. Trở về căn cứ, chỉ huy Will Smith xúc động đậy nói rằng: "Tôi cảm ơn các anh đã cứu mạng tôi, và cũng xin lỗi các anh khi từ đầu tôi đã không tin tưởng. Tất cả các cậu là những phi công xúc xích nhất mà không quân anh đang có." Lát sau, chỉ huy Will Smith chia sẻ niềm vui này với John Lott. Ông nói rằng giờ thì tôi đã hiểu độ điên và độ máu chiến của họ rồi. Ông cũng đồng ý với đề xuất của chỉ huy John Lott, họ sẽ được viết một bài báo. Tất cả sẽ được để ở trang nhất vì họ xứng đáng. Về phần thư ký của chỉ huy John Lott, giống như kế hoạch, cô bắt đầu tiếp cận phi con Ba Lan. Nhưng không phải là Ubanovic, mà là Zumbach, sĩ quan lãng tử nhất của phi đội. Tất nhiên với vẻ đẹp của cô, chàng phi công đã gục ngã, tay chân dở không lên, còn thằng em đè không xuống. Trở lại diễn biến cuộc chiến, chiến sự đang dần nóng hơn bao giờ hết. Quân Đức điên cuồng thực hiện liên tục các cuộc không kích vào lãnh thổ Anh, trong khi người Anh đang nỗ lực chống đỡ bằng tất cả những gì họ đang có. Phi đội 303 cũng vậy, liên tục những cuộc xuất kích đánh chặn được tổ chức nhằm ngăn cản quân Đức tiến sâu vào. Tất nhiên với độ máu chiến và kỹ năng điều luyện của mình, các chiến công tiếp tục được các thành viên mang về. Ubanovic và Zumbach liên tục lập công double kill, triple kill hoặc thậm chí là penta kill. Phi đội 303 dần dần trở thành cơn ác mộng thật sự với không quân Đức quốc xã. Và để nhấn mạnh hơn nữa, chỉ huy John Lott đã cho đăng tải hình cũng như chiến công vang dội của phi đội lên trang nhất báo. Tuy vậy, điều này khiến thư ký rau của ông Phật ý khi trong tấm ảnh trên trang nhất không có hình của cô. Về phần quân Đức, trong thấy hình phi đội 303, các phi công Đức có vẻ một chút ganh tị khi kẻ địch được lên trang nhất, còn họ thì ở tít đằng sau tờ báo. Vì ở Đức, trang nhất trang kế chỉ dành cho Hitler cùng những lãnh đạo của Đức quốc xã. Quay lại với cô thư ký và Zumbach, mối quan hệ của cả hai đang dần tiến triển trên tình bạn dưới tình yêu. Cả hai đã dành cho nhau nhiều cơm chó hơn. Điều này khiến cho kế hoạch của chỉ huy John Lott đi lệch hướng. Bất chấp vậy, em thư ký vẫn không quan tâm. Kết quả đêm đó, cả hai đã nướng khoai thâu đêm suốt sáng. Nhưng phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vì sáng hôm sau, phi đội 303 bất ngờ nhận được tin xấu, bởi tiêm kích Đức đã lén tấn công bọn họ. Phi đội phải xuất phát khẩn cấp ngay lập tức. Vấn đề ở chỗ, Zumbach vừa mới tỉnh dậy bên cạnh người đẹp, kết quả anh đã tham chiến trễ hơn so với phi đội. Tưởng rằng sẽ là một ngày bình thường, thì bất ngờ Giang Ti Xét, một phi công siêu đẳng của phi đội, đã tắt liên lạc đánh lẻ. Lát sau khi trở về căn cứ, chỉ huy Ubanovic đã nói với Giang Ti Xét: "Nếu cậu mà làm như thế một lần nữa, thì tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi phi đội. Cậu đừng có mà giỡn mặt với tôi, hãy học thêm cách tôn trọng đồng đội. Thiện chiến cừ khôi là vậy, nhưng không có nghĩa phi đội 303 bất khả chiến bại." Trong một lần lên đường đánh chặn hai thành viên của phi đội, hai thành viên là Arsen Setzinki và Votovic đã quay vào ô mất lược, chỉ còn đúng một thành viên là có thể quay về. Trái với sự mất mát của phi đội 303, các phi công Đức đã được thống chế Đức trao tặng huân chương vì chiến công này. Vài tuần sau, trận chiến cuối cùng đã đến. Phát xít Đức với quyết tâm đè bẹp không quân Anh, chúng đã điều hàng gấp 3 lần máy bay Anh, với mục tiêu xóa sổ lực lượng này và làm bá chủ bầu trời châu Âu. Đáp trả, các chỉ huy Anh đã duyệt cho phi đội 303 bay với đội hình linh hoạt theo kiểu Ba Lan. Đội hình này giúp cho phi đội có thể dễ dàng chiến đấu hơn. Ở lần này, những phi công Đức rất quyết tâm trả thù. Đối với họ, bắn hạ được phi đội 303 sẽ làm thành công to lớn và được khen thưởng. Tuy nhiên, phi đội 303 không nghĩ vậy. Đối với họ, hạ sát các máy bay ném bom của phát xít Đức vẫn là ưu tiên hàng đầu, vì sau khi xử lý xong mục tiêu chính, thì những tiêm kích Đức còn lại không đủ tuổi để họ để tâm. Tất cả bọn chúng sẽ bị tiêu diệt. Cứ thế, lần lượt toàn bộ phi đội của quân Đức đã bị hạ. Các thành viên phi đội 303 đã chặn được cuộc không kích. Lại nói về phi công Đức, dù thoát được bàn tay của tử thần, nhưng họ cũng không khá hơn là bao, phần lớn đều bị thương rất nặng sau trận chiến. Đã thế, những phi công này còn phải nghe những lời chửi rủa thậm tệ từ Hitler. Hắn nói chỉ những kẻ nhu nhược mới thua trận, cay cú không dám nói nên lời. Những phi công này đành bất lực cam chịu số phận mà họ phải nhận từ lúc cuộc chiến này bắt đầu. Sau trận thắng lịch sử, chỉ huy tình báo Anh John Lott đã ghé thăm sĩ quan không quân Ubanovic. Ông nói rằng: "Cảm ơn anh, tôi đã không nhìn lầm anh và mọi người. Tất cả thật sự đều là những chiến binh bẩm sinh của Ba Lan." Kết phim, toàn bộ phi đội 303 đã được vua George VI ghé thăm. Vua George đã nói rằng: "Tất cả các anh là anh hùng. Đất nước của chúng tôi nợ các anh rất nhiều. Cùng nhau, tôi hy vọng chúng ta sẽ thắng kẻ thù đáng nguyền rủa này." Phi đội 303 sau đó đã xin vua George VI ký lưu niệm. Đáp lại, vua George đã nói rằng: "Tôi thật vinh dự khi làm vậy. Mà đức vua George VI này cũng chính là bố của nữ hoàng Anh. Ông đã bị chứng huyết khối động mạch vành do hút thuốc quá nhiều và qua đời ở tuổi 56. Sau đó, cô con gái đầu lòng cũng chính là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị 25 tuổi, trở thành nữ vương của 7 quốc gia tự trị thuộc khối thịnh vượng chung. Cứ thế, phi đội 303 của quân Ba Lan đã trở thành lực lượng nòng cốt của không quân Anh trong cuộc chiến bảo vệ bầu trời chống lại phát xít Đức. Đây chính là phi đội bắn hạ nhiều máy bay Đức nhất trong Thế chiến 2, khi họ đã bắn hạ tổng cộng hơn 126 máy bay mà chỉ mất 8 phi công.
không quá khi nói rằng nhờ sự tham chiến của họ, cuộc chiến đã rẽ sang một hướng khác. Một hướng mà phát xít Đức hùng mạnh cũng không thể ngờ tới. Bộ phim đến đây là hết rồi. Chiến tranh thời điểm đó vô cùng khắc nghiệt bởi thời tiết và cái lạnh của châu Âu, cộng thêm sự thiếu hụt nhân lực vật lực, đúng là loạn thế tạo anh hùng mà. Nước ta cũng vậy, trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ông cha ta còn khó khăn gấp mấy lần vẫn chiến đấu một cách anh dũng, một siêu cường quốc được xem là bất khả chiến bại. Vậy mà khi đặt chân sang Việt Nam thì không chắc sẽ toàn thây trở về, cho nên là một người con dân yêu nước các bạn phải hiểu và yêu lịch sử nước nhà nhé. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.